Đây là Trevor Milton, người từng được mệnh danh là Elon Musk thứ hai của thế giới. Công ty của anh ta, Nikola, cũng được coi là đối thủ cạnh tranh đáng gờm của Tesla. Nghe quen quen phải không mọi người? Nikola và Tesla. Còn đây là buổi ra mắt mẫu xe Nikola One vào tháng 12 năm 2016. Truyền thông lúc bấy giờ đã ca ngợi rằng đây là mẫu xe mang tính cách mạng khi mà nó chạy bằng công nghệ hydro, vừa tiết kiệm chi phí lại vừa bảo vệ môi trường. Hứa hẹn sẽ trở thành một bước tiến đột phá. Tuy nhiên, vấn đề ở đây là mẫu xe tải cách mạng trên sân khấu chỉ là một cái khung xe được lắp ghép một cách rất là tạm bợ. Nó không thể tự lái và đặc biệt là chẳng có công nghệ gì ở đây cả. Vậy mà tận 4 năm sau, khi mà Nikola được định giá tới hơn 30 tỷ đô, suýt soát với huyền thoại Ford, được rất nhiều công ty lớn rót tiền đầu tư, thì sự thật này mới được phanh phui. Rốt cuộc, tất cả chỉ là những cú lừa. Trevor Milton đã dùng chiêu thức gì để qua mắt cả thế giới? Chào mừng mọi người quay trở lại với 5 phút Crypto. Đó chính là lời tuyên bố của nhân vật chính trong video ngày hôm nay, Trevor Milton. Trevor sinh năm 1982 trong một hoàn cảnh khá là khó khăn. Chúng ta thường nói rằng vạn sự khởi đầu nan, song với Trevor thì phải nói là vạn sự khởi đầu nổ với những phi vụ lừa đảo long trời lở đất. Trong đó, công ty Nikola là thương vụ đình đám nhất mà Trevor đã tạo ra, trái ngược hẳn với tuyên bố của anh ta. Vào năm 2014, Trevor đã thành lập công ty Nikola Motor. Đây là công ty chuyên sản xuất xe điện thương mại, xe điện chạy bằng pin nhiên liệu và các giải pháp năng lượng của Mỹ. Hai năm sau, vào năm 2016, Trevor công bố sẽ ra mắt mẫu xe tải mang tính cách mạng. Nó có thể di chuyển hàng nghìn dặm mà không cần dừng lại và chỉ mất có 15 phút thôi để nạp năng lượng rồi chạy thêm 1.000 dặm nữa. Chưa dừng lại ở đó, khí thải ra từ động cơ chạy bằng hydro đó chỉ có hơi nước mà thôi. Wow, điều này thực sự là quá ấn tượng. Trước đó thì mặc dù công nghệ này đã tồn tại, nhưng nó chưa bao giờ được sản xuất thành công và bán ở quy mô lớn do chi phí sản xuất rất là cao. Miếng bánh thị trường vận tải có giá trị 1.000 tỷ đô nên các ông lớn đều đang chật vật chạy đua với công nghệ này với mong muốn mình sẽ là người đi đầu. Đến tháng 12 năm 2016, mẫu xe này chính thức được trình làng. Hãy xem họ thực sự mang cái gì lên sân khấu đây. Đầu tiên, một tờ giấy có in dòng chữ H2, đó là công thức hóa học của hydro, được dán lên thân xe tải một cách đầy tự hào. Nhưng thực tế là chẳng có công nghệ nào như vậy ở bên trong cả. Do chỉ là một mô hình nên toàn bộ chiếc xe này được cung cấp nguồn điện bởi một dây nguồn được kết nối ở bên dưới sân khấu. Nội dung trên màn hình điều khiển của xe thì mới chỉ được tải về từ ngày hôm trước. Điều quan trọng nhất là chiếc xe này hoàn toàn không thể hoạt động được, nhưng lại chẳng có ai kiểm chứng điều đó. Với sự tự tin của Trevor, buổi ra mắt thành công ngoài sức mong đợi, Nikola đã gọi được thêm vốn đầu tư từ Bosch, nhà cung cấp công nghệ và dịch vụ hàng đầu cho ô tô. Đến đây, Trevor đã gãi đúng chỗ ngứa của thị trường vận tải, đó là công nghệ hydro giá rẻ. Năng lượng hydro đã là một ảo ảnh hấp dẫn trong 6 thập kỷ qua. Vì chi phí sản xuất rất đắt đỏ, nên khi mà Trevor tuyên bố có thể làm giảm chi phí xuống đến 80%, đã khiến các ông lớn vô cùng phấn khích, đến nỗi cứ phải hợp tác trước để chiếm thị phần, rồi kiểm chứng sau. Mất một thời gian dài sau đó, Nikola không có một động tĩnh gì mới cả, nên để xua tan những bàn tán xung quanh mình, đầu năm 2018, Trevor quyết định đâm đơn kiện Tesla và đòi bồi thường 2 tỷ đô vì cho rằng Tesla đã ăn cắp thiết kế khi mà ra mắt mẫu Semi quá giống với chiếc Nikola One. Vụ kiện rõ ràng là chẳng đi đến đâu cả, nhưng cũng gây rúng động dư luận và mang về cho Nikola sự chú ý nhất định. Trong khi, thực ra thiết kế mẫu xe Nikola One đã được Trevor mua từ một người đàn ông ở Croatia với giá chỉ vài nghìn đô. Đồng thời, hãng xe này đăng tải một video có tên là Nikola One in Motion lên mạng xã hội. Video này quay cảnh chiếc xe đang lướt vèo vèo trên đường và, yep, chỉ với một đoạn video ngắn ngủi như vậy, thống đốc của bang Arizona đã ngay lập tức đồng ý đặt trụ sở sản xuất Nikola ở bang của mình, thậm chí còn tự hào phát video đó trong buổi thông báo. Sự hào hứng của đám đông đã thực sự quay trở lại. Sự thật thì, chiếc xe đang chạy băng băng kia là giả. Nó là kết quả của việc Nikola thuê một nhóm người để kéo chiếc xe lên đỉnh của một ngọn đồi rồi thả cho nó lao xuống dốc tự do. Họ đã điều chỉnh góc quay để tạo cảm giác như là chiếc xe vẫn đi trên đường thẳng, thậm chí là leo dốc, trong khi thực tế là nó đang leo xuống một con dốc dài. Cánh cửa xe còn bị bung ra cũng đã được dán lại để đánh lừa người xem.
Chẳng có ai biết về sự thật này cho đến tận 2 năm sau đó. Vì thế nên Trevor lại tiếp tục vở diễn của mình. Anh ta nói rằng sẽ xây 700 trạm nạp hydro trên khắp Bắc Mỹ và 70 trạm ở châu Âu trong vòng thập kỷ tới. Anh ta cũng không ngừng thông báo rằng các công ty khác đang đặt hàng số lượng lớn và xe Nikola One sẽ giúp các doanh nghiệp kiếm được doanh thu gấp 5 lần so với đối thủ cạnh tranh. Vào tháng 11 năm 2019, Nikola thông báo rằng họ chuẩn bị niêm yết cổ phiếu. Để chót lọt qua các kiểm định của cơ quan chứng khoán, Nikola đã hợp nhất với một SPAC. Đây là một thuật ngữ ám chỉ một công ty rỗng, không có một hoạt động kinh doanh hay là sản xuất nào. Nó được các nhà đầu tư lập nên với mục đích duy nhất đó là huy động vốn thông qua một vụ IPO để cuối cùng thâu tóm một công ty khác và đưa cổ phiếu của công ty đó lên sàn. Công ty được thâu tóm sáp nhập ở đây chính là Nikola. Nhờ đó cổ phiếu của Nikola được niêm yết mà không cần thông qua các thủ tục phát hành như thông thường. Thị trường cực kỳ hưng phấn với cổ phiếu của Nikola. Hãy nhìn vào mức tăng khủng khiếp này. Chỉ trong vòng 3 tháng từ tháng 3 cho tới tháng 6 năm 2020, cổ phiếu của Nikola đã tăng lên 6 lần. Giá trị của công ty đạt mức 34 tỷ đô. Hãy nhớ rằng nó chưa hề có sản phẩm và đồng doanh thu thực tế nào. Là người sở hữu đến 25% cổ phần của Nikola, Trevor đã trở thành tỷ phú đô la. Anh ta đã mua một chiếc máy bay phản lực này, một khu bất động sản đắt nhất ở bang Utah trị giá 32 triệu đô. Trong vòng khoảng 6 tháng năm 2020, Trevor đã tiêu đến hơn 80 triệu đô. Lý do đứng sau sự FOMO cổ phiếu này là bởi các nhà đầu tư không muốn bỏ lỡ một Tesla thứ hai chỉ bởi vì họ đã bỏ lỡ sự tăng trưởng vượt bậc của cổ phiếu Tesla trong quá khứ. Đỉnh điểm, Tesla đã được định giá 400 tỷ đô, nhiều hơn cả những cái tên truyền thống sừng sỏ như là General Motors, Ford hay là Daimler. Các nhà đầu tư bị dồn đến một cuộc chiến sống còn, phải tìm hướng đi mới để không bị thụt lùi khỏi làn sóng cách mạng về xe điện. Và Nikola đã xuất hiện như một tia sáng ở cuối đường hầm. Xong, đến ngay giữa tháng 6 năm 2020, giá cổ phiếu của Nikola đột ngột giảm nhanh hơn cả cách mà người yêu cũ của bạn trở mặt. Đây là một sự biến động rất bất thường, bởi vì lúc này thị trường vẫn chưa hề biết đến bộ mặt thật của Nikola và Trevor. Nhiều người cho rằng các cá mập đã đánh hơi thấy mùi và chốt lời ngay lúc đỉnh, trong khi các nhà đầu tư nhỏ lẻ vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra. Hai tháng sau, vào ngày 8 tháng 9 năm 2020, Nikola đã công bố mối quan hệ hợp tác 2 tỷ đô với General Motors, hãng sản xuất ô tô lớn thứ hai trên thế giới. Cổ phiếu đã tăng vọt gần 60% ngay sau đó, nhưng chỉ 2 ngày sau thỏa thuận thì Hindenburg Research, một công ty chuyên bán khống đã công bố trò lừa đảo của Nikola. Cổ phiếu của họ lập tức tụt dốc không phanh và một đi không trở lại cho đến tận thời điểm hiện tại. Việc tung ra thông tin làm ăn này có thể là chiêu tăng thanh khoản để chốt lần cuối cùng trước khi cho cổ phiếu của Nikola về lòng đất. Không biết rằng thực hư như thế nào, nhưng mà nghe cũng có vẻ có lý đấy. Nói đến các tay chơi lớn thì lại nhớ đến thị trường tài chính. Nếu bạn vẫn băn khoăn khi nào nên mua hay là bán trong đầu tư, thì đây là thứ mà bạn cần ngay lúc này. Khóa học phương pháp giao dịch Wyckoff online hoàn toàn miễn phí do 5 phút crypto tổ chức, phù hợp với cả holder và trader muốn tìm hiểu một cách nghiêm túc. Học xong, bạn có thể tự tìm kiếm cơ hội giao dịch cho mình, kiểm chứng các kèo được côn hay là tối ưu vị thế hâu của bản thân. Tuyệt đối nói không với all-in hay là làm giàu cấp tốc. Hãy cùng 5 phút crypto tìm một con đường tỉnh thức và bình an trong đầu tư tài chính. Link khóa học miễn phí sẽ có ở phần bình luận nhé. Quay trở lại thời điểm Nikola và nhà sáng lập Trevor bị bóc phốt, hãy xem họ đã phanh phui thêm được những gì. Vị trí giám đốc sản xuất chính là anh trai của Trevor, tên là Travis. Đáng nói, anh này chỉ đơn thuần là một người làm công việc đổ bê tông và xây dựng chuồng trại. Còn đây là trưởng bộ phận phát triển cơ sở hạ tầng của Nikola. Ông từng là giám đốc của một sân golf dân cư, một công việc không liên quan gì tới chuyên môn công nghệ tại Nikola. Ấy vậy mà Trevor luôn nói rằng anh ta thường xuyên chiêu mộ những nhân tài trên khắp thế giới. Chưa hết, Trevor tuyên bố rằng trụ sở chính của Nikola có đến 3,5 MW tấm pin mặt trời trên mái để sản xuất ra năng lượng. Nhưng các bức ảnh chụp từ trên không của mái nhà cho thấy chúng không hề tồn tại. Còn đây là thiết bị mà Trevor đã khẳng định rằng là mình tự làm, trong khi thực tế thì nó đã được dính băng keo để che đi tên của bên sản xuất thật. Và hàng loạt cáo buộc khác, nói chung là từ đầu đến cuối,
anh chàng Trevor của chúng ta gần như toàn nói dối. Anh ta đã một tay gây dựng nên đế chế lừa đảo bằng những lời nói thổi phồng, thậm chí là trên cả mức độ khó tin. Tuy nhiên, người nghe lại cho rằng đó là tham vọng, là cái ngông của một thiên tài. Nó nhắc cho họ nhớ đến Elon Musk, vị tỷ phú điên cực kỳ thành công. Chiến lược của Trevor nhìn chung sẽ là thuyết phục từng nhà đầu tư một, rồi dùng danh tiếng của họ để đi mời chào thêm các nhà đầu tư giàu có hơn, từng bước đạt được số tiền khổng lồ để rút ra tiêu xài. Câu chuyện của Trevor Milton và Nicola cũng tương tự như trường hợp của Elizabeth Holmes, thần đồng một thời ở thung lũng Silicon. Người đã thành lập Theranos, một công ty khởi nghiệp về y tế, bị cáo buộc chém gió về công nghệ xét nghiệm máu mới của mình. Những vụ lừa đảo tưởng như không tưởng, nhưng lại cũng không hiếm. Thế mới thấy, tâm lý của con người dễ bị lay động trước những thứ hào nhoáng và đẹp đẽ như vậy, mà bỏ qua những sự thật tưởng chừng dễ dàng có thể nhận biết ở phía sau cánh gà. Mọi người có vẻ dè chừng trước crypto vì những Luna hay là FTX, song thực tế thì thị trường tài chính truyền thống cũng không thiếu những thương vụ như thế. Cuối cùng, mình xin được cảm ơn bạn rất nhiều vì đã dành thời gian để xem đến tận phần này của video. Đừng quên những ưu đãi và khóa học trading miễn phí ở phần bình luận nhé. Chúc bạn có một đời sống tài chính bình an. Xin chào!